công anh? Em muốn hay 10 triệu được. Em xin năm bao nhiêu? 2007 á? Thế không được em ơi. Chỗ anh phải đủ 18 tuổi trở lên thì bọn anh mới hỗ trợ cho vay được. Hoặc là em có người thân hay bố mẹ ở đây không ra đứng ra vay cho em thì chấp nhận được chứ. Em như này 2K7 này là anh không làm được nhá. Em tưởng không được đến 2 đồng. Không không, chỗ anh làm cái gì làm nhưng anh vẫn tôn trọng pháp luật. Sợ lắm. Đây, cho anh tí nhé. Bán 100 phí bao nhiêu rồi em? Hả? 100 á? Thôi em giúp. Giúp em 100. Em có tìm được ai người thân ở đây không thì ra anh cho vay. Chứ là em 2K7, em có chứng minh nhân dân không? Em này không có, bố mẹ em vay, bố mẹ em giả mà. Bố mẹ giả? Nhưng mà nhà máy đâu? Em ở Phú Thọ anh ạ. Phú Thọ á? Phú Thọ thì... Phú Thọ à? Thế thì em không phải nhìn được này, không phải dân tộc Kinh không? Em là dân tộc Dao. À, thế xuống này làm gì mà đi xa đấy, 2K7 mà mãi xuống mãi đây sao xa đấy? Đây em ở với bạn em. À, bạn gì mãi đây thế, đi có bảo bố mẹ không? Anh bảo rồi, anh không cho vay được. Bây giờ cái em có 2K7 này, anh không làm gì được. Tại em đang bí, em cần tiền. Thôi em bây giờ anh nói thật là chỗ anh ấy cho vay tất cả mọi độ tuổi nhưng mà em